chào quý khán giả và quý chư vị đang theo dõi trên kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức. Kính thưa quý vị, hiện nay cha trời mẹ đất đã hà phàm đồng nhất thể vào cha trời kiểu nguyên tá để dẫn dắt các chư thiên vị, đó là những người con hiếu tử về hợp nhất hữu vi và vô vi của với cha mẹ tại Trần gian Trải qua hơn 3 năm phát sóng trên kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức, cha trời mẹ đất đã lần lượt dẫn dắt các chư thiên vị về mặt hữu vi và vô vi và mọi hoạt động mọi thiên vụ đều đã được cha trời mẹ đất thông báo trên kênh kỷ nguyên thánh đức và ngày hôm nay một thiên tượng báo một thiên sự đặc biệt thống nhất bao trùm toàn bộ mọi hoạt động của cha trời mẹ đất tại trần gian đến thời điểm ngày hôm nay. Đó chính là vào một ngày đặc biệt hợp nhất giữa trời và đất. Một ngày tròn đầy của quả địa cầu 68. Đó là vào ngày mùng 7 tháng 3 năm nhâm dần. Nhằm ngày mùng 7 tháng 4 năm 2022. Ngày mùng 7 chính là ngày của cha. Ngày âm và dương đều là ngày của cha và mẹ đã hợp nhất. Ngày tháng 3 âm lịch cộng với tháng 4 dương lịch cũng là số 7 ngày của cha và mẹ đã hợp nhất. Tổng 3 ngày 7 âm 7 dương và tháng của năm nay đã hợp nhất thành 21 tức là số 12 số cha trời kiều nguyên tá một chư thiên vị có chân mạng xuống thế phò cha mẹ đã đến dân cha một khúc cây cổ thụ lâu năm gỗ lũa chứa đựng chụp lại là một bức tranh mô tả toàn bộ các thiên vục các chư thiên vị các con hiếu tử đã đồng hợp nhất thể Trần gian Và ngày hôm nay, trong chương trình đặc biệt Cha trời mẹ đất, cha trời kiều nguyên tá trực tiếp khai mở cho các con hiếu tử và cho các quý khán giả có hữu duyên theo dõi kênh kỷ nguyên thánh đức về khúc cây cổ thụ này và đó cũng là thiên tượng đặc biệt báo cho thiên sự hiện nay hầu giúp các con hiếu tử các con có trên mạng phò cha mẹ nắm bắt kịp thiên cơ hiện nay để về hợp nhất với cha trời kiểu nguyên tá tại trần giang bây giờ kính mời quý chư thiên vị và quý khán giả cùng lắng tâm theo dõi cùng quý khán thính giả của kênh kỷ nguyên thánh đức cùng tất cả chư thiên vị đã có chân mạng xuống thế dựng đời thiên đàng tại thế tại thánh địa lan bang cùng tất cả các chư Phật tiên thánh đã có thiên vụ cùng với cha để xây dựng lên thánh địa Nam Bang. Và hôm nay trong cái ngày 29 tháng 4 năm 2022 nhằm ngày 29 tháng 3 âm lịch năm nhâm dần cách đây khoảng 3 tuần thì chúng tôi có một cái duyên cơ làm cái công việc thiên vụ ở Lâm Đồng, Đà Lạt. Và chính vì vậy cho nên mới có một cái chuyến đi và chúng tôi đã đến cái thung lũng Tình yêu. Khi mà đoàn bước tới thì gồm có khoảng uh, 10 người, 10 vị kể cả tôi. Rồi sau đó thì có một vị nhiếp ảnh gia ở thường làm việc chụp ảnh, quay phim ở trên cái vùng uh, Lâm Đồng Đà Lạt. Và vị đó đã rất là vui khi gặp được cái đoàn của chúng tôi, do đó, đó mà vị đó đã hăng hái tình nguyện làm hướng dẫn viên cho cái đoàn để đi nguyên một ngày trời và cũng chính sau cái buổi gặp gỡ rồi giao lưu rồi tường trình qua những cái chặng đường mà đi tham quan cái thung lũng tình yêu nó có rất nhiều cái nơi chốn để mọi người phải tham quan và cuối cùng thì đến bốn giờ chiều thì cuộc vui nào thì cũng phải đến lúc là chấm dứt do đó mà chúng tôi phải ra về và cái vị nhiếp ảnh gia đó đã sẵn kháng khít đã quyến luyến và rồi thì hứa với đoàn rằng sẽ tặng đoàn một cái gốc gỗ của cây lũa một loại cây lâu ngày thì sẽ trở thành như là hóa thạch thì không còn mục rữa và hư hỏng. Và cũng chính vì thế thế cho nên khoảng độ 5 ngày sau thì chúng tôi ở dưới núi Dinh và huyện Vũng Tàu đã nhận được cái toàn bộ cái cái gốc cây đó. Và ở đây chúng ta phải trở lại cái thời tiền sử cũng như từ ngày mà chúng ta chỉ tính 9.000 năm trở lại đây mà thôi. Tức là nền văn minh cổ đại rồi nền văn minh hiện đại rồi đến bây giờ thì là nền văn minh cận đại tức là sang nền văn minh khoa học vật chất và kỹ thuật. để chính vì nó có một cái sự kiện đặc biệt đây nó thể hiện lên cho quý vị thấy rằng đây là mặt trái phía bên trái của cái 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 gốc cây và bên bên sau đây là mặt phải rồi đằng trước thì ở đây nó hiện lên tất cả hình ảnh của từ 9.000 năm trở lại đây. Và tất cả những cái này nó thể hiện lên cái nền văn minh của vô vi của lão tử. Tất cả những hình ảnh đều có và được hiện lên. Rồi nó lại có cái nền văn minh của ba cái thời Hán Sở Tranh Hùng hay là Tam Quốc Chí. Thì cũng đều có những hình ảnh thị hiện lên. Và gần gần nhất thì là cái nền văn minh Phật học của Đức Phật Thích Ca ra đời và từ đó chúng ta nghe nhiều đến Phật Quan Âm, Phật Quan Âm Diệu Thiện, Phật Quan Âm Nam Hải, vân vân và vân vân hay là mẹ địa mẫu rồi đến cái thời kỳ 500 năm sau là cách đây 2022 năm thì nó có cái đền văn minh của Chúa Giêsu Kitô ra đời. Và cũng chính vì thế mà ở đây nó hiện lên tất cả những cái cổ sử, cái cổ tích cái lịch sử của nhân loại loài người nó được thị hiện lên mọi góc cạnh nó đều hiện lên những thiên tượng để quý vị thấy được rằng mỗi người hôm nay chúng tôi muốn trình bày để quý vị chiêm ngưỡng cái kỳ quan đặc biệt của trời đất đã tạo dựng và cái kỳ quan này nó không nằm ở trong các viện bảo tàng của các chính phủ lớn nhỏ trên khắp hoàn vũ mà nó lại nằm vào ở tay một nhiếp ảnh gia. Vị nhiếp ảnh gia này có tên là Lê Hiền. Chúng tôi cũng không hiểu là vị cơ duyên nào mà vị đó có được cái cái báu vật này. Nhưng cái báu vật này không thể định giá bằng đồng ngân đô la hay đồng euro được. Vì nó vô giá, nó bất tận. Do đó mà cũng không hiểu vì cái cơ duyên gì mà vị Lê Hiền lại có cái này và lại giữ cái này để đợi đúng đến ngày mùng 7 tháng 3 âm lịch và mùng 7 tháng 4 năm 2022 đã dâng hiến về cho kênh kỷ nguyên Thánh Đức. Và chính thế cho nên hôm nay mới có một cái cuộc tường trình đến tất cả các chư vị để quý vị thấu hiểu được rằng và quý vị chiêm ngưỡng và quý vị theo dõi, quý vị nhìn đủ mọi góc cạnh, trái, phải, mặt trước, mặt sau khái quát tôi có thể đưa với quý vị rằng đây nó giống như một con tàu vĩ đại nói lên cái tích sử huyền sử của 9.000 năm trở về trước và cho đến bây giờ. Vì thế mà ở trên cái hình tượng này, cái biểu tượng này, cái báu vật này nó hiện lên tất cả những hình ảnh của những thời đại. Nếu quý vị chiêm nghiệm, nếu quý vị suy xét với cái tâm thức khai mở, thông thoáng, quý vị sẽ nhận biết ra những hình ảnh kỳ diệu mà không thể có một cái gốc cây nào có được cái hình ảnh như vậy. Vì thế mà chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị rằng quý vị coi nó muôn hình vạn trạng, nó muôn mặt và nó muôn hình ảnh. Và quý vị nhìn ngắm góc cạnh nào nó cũng ra có những hình ảnh. Có, có chỗ thì ra ông lão tử, có chỗ thì ra mẹ diêu trì kim mẫu có chỗ thì ra cái hình ảnh của cha trời hiện vào rồi có những chỗ các quý vị lại thấy lão tử khổng tử rồi có chỗ các quý vị lại thấy những bồ đề đạt ma rồi có những chỗ quý vị lại thấy cả năm thầy trò đường tăng có tôn ngộ không có chư bát giới có sa tăng ngộ tĩnh và có bạch mã lâm trần đều hóa hiện vào trong cái này rồi đến trải qua thì quý vị lại thấy có những hình ảnh như mẹ maria đứng xuất hiện rồi quý vị lại thấy thấp thoáng đấy, có mẹ quan âm diệu thiện xuất hiện nó rất nhiều rất nhiều cho nên chúng tôi không thể nào diễn tả được hết và vì thế chúng tôi cần cái sự minh chiết cái sự sáng suốt của ký khán thính giả của các chư thiên vị và các vị phật tiên thánh đã hạ phàm cùng với cha mẹ để dựng cái đời thượng Ngươn thánh đức dựng cái đời tân dân minh đức dựng cái đời thiên đàng tại thế và vì vậy cho nên rồi đây tôi sẽ chuyển xoay bốn góc cạnh để các đạo diễn và cameraman ghi hình chậm 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 chậm, chậm để cho các vị thấy để các vị nhịn nhận biết cái những cái thiên tượng nó nằm ở trong cái cái gốc cây mà cái gỗ này thì thật sự cuộc đời của tôi đến bây giờ mới nghe đến cái tên gỗ này là gỗ lũa. L U A ngã. Vì thế cho nên bây giờ tôi bắt đầu mong rằng camera rất là chậm chạp thôi, chuyển cái này hình ảnh chiều ngang này đầy đủ rồi. Mặt trái đủ rồi. Bây giờ chúng tôi chuyển sang bắt đầu cái mặt chính diện, nhưng mà trong cái mặt chính diện đi ngang ngang một tí đó thì nó lại lên những hình ảnh nó kỳ diệu và chúng ta bất khả tư nghị, chúng ta bất khả luận bản. Chỉ có với những bộ óc thoát tục, chỉ có những bộ óc minh chết, chỉ có những bộ óc đã được xuyên qua phương pháp của vô vi và xuyên qua cái phương pháp bốn cái hồng danh của tôi thì mới nhận biết trong châu thân, trong bộ óc phải có điển quang. Thì lúc đó mới nhìn ra được những góc cạnh của cái huyền bí của gốc cây lúa này. Bây giờ thì chúng tôi đã chuyển rất là chậm để quý vị thấy hình ảnh nó đi như vậy. Không thể nào vội vàng được, vì vội vàng nó sẽ mất những cái hình ảnh kỳ diệu. À, quý vị nhìn thế này nó lại khác, nhìn này lại khác, nó xoay lên đây nó lại khác bây giờ. Đó. Camera ghi hình thì khi lên hình ảnh quý vị nhìn và tùy theo cái biến hóa của bộ óc quý vị sẽ thấy nó kỳ diệu, nó tuyệt vời. Trong tất cả những cái này nó đều có những cái muốn nói lên cho chúng ta biết, muốn nói lên cho chúng ta hiểu cái điều gì vĩ đại của trời đất mà cha và mẹ đã dành cho người Việt Nam. Và chỉ có người Việt Nam mới giữ được cái báu vật này. Chính vì vậy, ông nhiếp ảnh gia Lê Hiền đã giữ nó ở Đà Lạt và đợi cho đến ngày mùng 7 tháng 7 âm và dương 2022 dâng về cho ban biên tập của kỷ nguyên thánh đức ngõ hầu trình bày đến tất cả quý vị và dâng hiến đến tất cả quý vị đây là một cuốn giống như vô tự chân kinh nó nằm gọn vào trong này để quý vị nhìn ra chứ còn trong sách vở trong các thư viện mà chữ nghĩa cả ngàn trang ngàn chữ triệu chữ tỷ chữ cũng không thể nào diễn tả được cái phần này và bây giờ thì chúng tôi dần dần chúng tôi sẽ chuyển sang cái từ từ sang cái bên mặt phải lại phải ngưng tí để cho camera lấy hình ảnh tại vì tất cả mọi góc cạnh nó đều thoát lên toát ra những cái dị tượng những cái thiên tượng mà nó nằm vào trong một cái gốc cây lúa Đó, hình ảnh chỗ này tất cả những chỗ này tất cả những đây nó hiện lên những khuôn mặt nào là rồng này nào là phượng hoàng này nào là đại bàng này nó nó đủ các mọi cái thứ hình ảnh cho nên chúng ta thấy rằng chúng ta không thể nào mà mà lơi là mà coi nó với với một cái tính chất hời hợt mà chúng ta hiểu được rồi Thì đó là như vậy rồi bây giờ chúng ta đi tiếp đó, tất cả những chỗ này nó đều nói lên những cái huyền bí của chín ngàn năm tụ lại vào đây. Nói cho chúng ta biết đây là sử tích, đây là sử lịch, đây là lịch sử của 9.000 năm. Bây giờ tôi quay mặt đúng chính diện, mặt phải. Camera cứ quay chậm chậm để quý khán thính giả cùng các chư thiên vị chiêm ngưỡng và sáng tỏ ra bắt cái óc của mình để nghĩ suy thì nó có nghĩ suy nghĩ suy trong thanh tịnh trong sáng suốt thì nó sẽ bừng sáng và quý vị tự hiểu ra đó bởi vì mỗi bộ óc của một con người nó mang hết tất cả những cái gì tinh tú nhất của nhân loại loài người của mọi thời đại rồi bây giờ chúng ta đi đến đằng sau mặt trước của con rồng rồi bây giờ chúng ta đến toàn bộ cái mặt sau từ cái đuôi và đồng thời đây nó cũng như một cái thuyền nói nôm na là cái thuyền bát nhã để chở phật tiên thánh để về dự hội long hoa để về dự cái thiên đàng tại thế tại núi dinh bồng nai tiên cảnh của chúng ta có thế thôi không có cái gì lạ cả nhưng mà cái bộ óc chật hẹp ngu muội và tăm tối thì không cách gì hiểu được cho nên có nói đến thế nào chăng nữa thì cũng vẫn chơi như đá vững như đồng nhưng mà hôm nay ngồi đây có một số chư thiên vị đã được cùng với tôi chiêm ngưỡng, tham quan và tường tận chéo chéo trên này một tí thì lại ra những hình ảnh khác. Từ cái đuôi, cái đầu cho lên xuống cái thân bình giữa nó đã chuyển biến trong như vậy. Nằm ở trong này nó có cả lịch sử nhưng nó có cả địa lý, nó có cả địa dư, nó có cả nơi trốn. Tại vì mỗi cái vị suy gẫm ra thì cái nơi trốn nào mà ông đạo tử ông xuất hiện ở đâu, thời kỳ nào năm nào thì nó cũng thể hiện lên vậy thôi và bây giờ thì tôi trở lại để trình bày với tất cả khán thính giả chư thiên vị cùng với các vị phật tiên thánh có sứ mệnh lãnh lệnh từ cung bạch ngọc từ cung diêu trì từ cung tây phương cực lạc mà hóa hiện ra làm người trong cái thế kỷ 2021 này để cùng tôi và Cha mẹ dựng xây nên cái thiên đàng tại thế. Bây giờ chúng ta nhìn nhìn tổng quát thì chúng ta thấy đây như một con tàu của ông Noel ở thời kỳ Chúa Giêsu. Chúng ta suy gẫm, chúng ta suy xét rằng nó lại biến thể sang một cái là đây là con thuyền bát nhã mà trong kinh kệ Phật giáo rồi các uh, lão giáo gì đã đề cập tới. Chỉ vì chúng ta không học thôi Còn khi chúng ta chịu học Chúng ta chịu tĩnh tọa, tĩnh tâm, tĩnh hồn Là chúng ta bừng sáng, khai ngộ và chúng ta hiểu hết Thì đó, sau đó mà đây nó là như là một cánh buồm vươn lên Đây như một cái cái đầu của thuyền Và đây là cái cái đuôi của thuyền Thì trong này các vị đem cái tinh thần và cái tư tưởng thoát ngộ Khai sáng Thì các vị sẽ nhận ra được, nhận biết ra được những cái gì, cái gì, cái gì ở trong cái gốc cây lúa này mà lại chỉ dành riêng cho người việt nam và nó được cất giữ ở đà lạt lâm đồng vì cái câu chuyện nó tương đối có cái chút đậm cái màu sắc của huyền bí đậm cái màu sắc của khai phá phải khai phá bộ óc khai phá cái tư duy của những con người bình thường và chắc chắn rằng muốn hiểu được cái vấn đề này thì phải là những bộ óc phi thường các vị ngồi đây cũng như quý vị sẽ được chiêm ngưỡng cái clip này sẽ được thấy rằng nước việt nam chúng ta trời và đất đã để cho chúng ta những báu vật gom tụ lại của mọi thời đại mà không nước nào trên thế giới này có được đây? còn cái màn trở lại bây giờ cái gì tới phải tới cái gì đi phải đi thì cái này nó đã tới và cái gì đi phải đi thì tức là tàu Nga, Mỹ lúc nào đi thì dũng lên một con tàu, sẽ có con tàu khác. Không chở những cái những cái ác độc đó, những cái bom vũ khí hạch nhân, những cái nguyên tử, mấy con, con tàu không gian với gì vân 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 vân. Không thể lên đây được, lên đây phải tâm không, không khổng không, không. Ở nước Việt Nam mình thì có ông khổng minh không, đắc đạo ở Chùa Dậu, ấy, Thái Bình á và để bây giờ giúp cho quý chư thiên vị quý khán thính giả có sự chứng nghiệp vi diệu uh, linh thiêng ở trong khúc gỗ lụa này uh, và bao nhiêu những cái càng khôn vũ trụ uh, vô vi đã hóa hiện ra hữu vi từ trong khúc gỗ lụa này thì uh, chúng tôi xin mời uh, hai người con hiếu tử của cha mẹ uh, đó là những chư thiên vị uh, đã có những sự minh triết sáng suốt nhìn ra được uh, những uh, hình thù uh, đặc biệt ở trong cái gỗ lụa này kính thưa quý chư thiên vị và quý vị khán thính giả của kênh truyền nguyên Thánh đức thì sau đây thì đức cũng xin chỉ ra một số điểm mà mình đã nhìn thấy được qua cái gốc gỗ lũa này thì nếu mà mình nhìn tổng thể trên cái cả cái khúc gỗ này đó vừa rồi cha có nói đó thì mình thấy đó là con thuyền bát nhã tuy nhiên thì mình nhìn tổng thể là một lần nữa thì mình nhìn từ gốc này thì mình thấy đây là đầu chim đại bàng thân chim đại bàng và đuôi chim đại bàng và đây một cái sải cánh lớn phía trên và sải cánh phía dưới là một con chim đà, đại bàng đang bay rất là mạnh mẽ về phía phía trước này và nếu như mà mình nhìn cái phần từ đây trở lên thôi từ đây trở lên thì mình thấy đây là cái đầu của một con chim đại bàng hoặc cũng có thể là cái đầu của một loại khủng long loại 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 chim khủng long ở cái thời kỳ khủng long từ đây khúc này một tiên ông có đầu nè có búi tóc nè cánh tay dài xuống giống như cái tiên ông người ta bố trí trên cái hòn đồng bộ á đó. Đã đây tiên ông bây giờ quay qua bên đây thì cái phía bên đây sẽ nhìn thấy rõ tiên ông ngồi đây tiên ông ở góc này thì các chư vị sẽ thấy là phật bà quan âm phật bà quan âm đang cầm cái bình nước cam lồ hả ha? hay là hay là cũng có thể là phật tam thế chí á đó, cầm cái nhánh liệu đây mình nhìn góc này nhưng mà nếu mà mình nhìn ngược lại thì mình thấy đây là bàn tay của phật bà quan âm đang bắt ấn như thế này chị thấy rõ không? Đã. Đúng à, như thế này là góc này máy quay có thể nhìn thấy là gương mặt của bộ đệ đạt ma mình thấy mũi nè hốc mắt nè nhân trung miệng rất là rõ và để kết thúc chương trình hôm nay phật tiên thiên dung xin thay mặt cho ban biên tập kênh kỷ Nguyên thánh đức xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến nhiếp ảnh gia lê hiền đang sinh sống tại đà lạt đã dâng lên một báu vật cho cha trời và mẹ đất và chứa đựng trong báu vật là khúc gỗ lũa này là có muôn hình vạn tướng hội tụ tất cả những điều vi diệu huyền bí linh thiêng của vũ trụ càng khôn và con xin tạ ơn cha trời kiều nguyên tá đã có những lời minh triết để diễn giải ra những điều linh thiêng chứa đựng ở trong khúc gỗ lũa này và đồng thời cũng xin cảm ơn hai chư thiên vị đó là phật thiên đức thủy và phật tiên thiên đức đã có những sự chia sẻ về cái nhìn sáng suốt minh triết của mình ẩn chứa ở trong khúc gỗ lũa một báu vật của càng khôn vũ trụ xin trân trọng cảm ơn quý chư thiên vị và quý khán thính giả luôn quan tâm ủng hộ và đồng hành cùng kênh kỷ nguyên thánh đức đã lắng nghe và thụ hưởng chương trình ngày hôm nay và để cho video này được lan like tỏa đến muôn người quý chị thương vị quý khán thính giả hãy ấn vào nút like thích bên dưới video xin trân trọng chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau